con ăn đi ra có còn nóng không đó ba sao ba không nói gì hết vậy vì hai đứa cùng lúc đến đây ờ, mau ăn cơm đi ba ơi lúc nãy ba vừa hái phải không? còn Tuyên Nguyên. Ừ. công việc vẫn ổn chưa con? à dạ, dạ. những việc phức tạp có xử lý ổn thỏa được chưa? cứ làm từ từ thôi, đàn ông cũng có thể như vậy mà. Ăn đi. Bà ơi. Sao? Cô là con gái của bà mà. Nhưng sao bà lại không ngăn cản? Việc kiểm tra để hiến thận đó. Làm sao mà bà không đau lòng chứ? Mổ cái bụng đang lành lặn rồi phải lấy nội tạng ra nữa mà. Con đã từng nói vậy với se phải từng có cái gì trong tay mới gọi là mất đi được chứ. À, chuyện đó với chuyện hiến thận có liên quan gì với nhau chứ? Vì chưa từng có được trong tay nên mới cảm thấy sự tồn tại của người cha thực sự rất quan trọng. Con đã từng nghe mẹ Min-su nói chuyện về se chưa vậy? Con nghe một chút. Trước đây cô ấy là một tiếp viên hàng không rất giỏi giang. Cô ấy còn hoạt động trong công đoàn nữa. Con nghĩ nó rất chính nghĩa nên mới làm việc đó hả? Nhưng sao cô ấy lại làm như vậy chứ? Vì muốn được công nhận đó. Dù nó học giỏi tới mức nào, làm việc giỏi tới mức nào đi nữa, nhưng vì bà mà nó chưa từng được ai công nhận bao giờ. Mọi chuyện là như vậy đó. Vì nó muốn nhận được sự công nhận của mẹ Minh Su, để sau này Du Dên không quán hận người mẹ này nữa. Có lẽ là cô cũng muốn được trở thành một người mẹ thật sự đúng vậy nên bà biết ngăn cản gì đây nó muốn được con gái của mình công nhận nó là một người mẹ mà à với lại không chỉ có chuyện đó không đâu không chỉ có chuyện đó vậy còn lý do gì nữa bà nó muốn thể hiện thật tốt với bà thể hiện với bà sao đúng vậy những điều mà bà chưa từng có trong đời vậy nên cả đời bà chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi nó muốn cho bà trút hết gánh nặng vì nó muốn cho bà thấy nó đang sống hạnh phúc nên mới như vậy là vì bà đó mẹ biết hết rồi phòng bệnh sao nóng dữ vậy tới rồi hả dạ con xin chào cô theo cô biết thì dù có nguy hiểm nhưng trường hợp phải chết chỉ là một trên mấy chục thôi dạ nếu con có điều muốn nói muốn cảm ơn thì thôi để sau đi vì vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nói cô có khả năng ghép được hay không không phải vì chuyện đó mà con muốn gặp cô đâu thì sao ờ Hết nước rồi Mẹ khát quá rồi Phải đi lấy một ít nước uống đã Dầu à, gội đầu à. Vậy có đủ chưa Còn thuốc bổ thì sao ừ. à, Ở đâu Để con lấy cho À Đây là hình cháu của mẹ đó. Tấm hình đầu tiên của Somi ơn. Somi ơn à, mẹ sẽ không bao giờ dao động đâu. Xin lỗi. Hôm qua mẹ thật sự rất lo lắng. Nhưng mà vì Somi ơn rất khỏe mạnh nên mẹ cảm thấy rất vui. Mẹ yêu con. Cuối cùng thì Somi ơn cũng đã bắt đầu đạp rồi. Con đạp mạnh quá đi <laughs> Em cũng có mang theo một thứ Chúng ta mau đi thôi Em đã mang gì tới vậy Là ký ức mà chỉ em và Trung Hi ô biết thôi Con nói có chuyện muốn nói Mà sao cứ ngồi im vậy chứ Nếu mệt thì con nghỉ đi Trước tiên thì Con có điều muốn hỏi cô Chuyện gì Con nghe nói là Cô không liên lạc với bà trong suốt 17 năm <laughs> mẹ cô nói hết rồi hả cô không hối hận hả cô thật sự là có những ký ức cô không muốn nhớ lại nữa nhưng mà không liên lạc với mẹ không phải là vì cô ghét mẹ đâu để có thể sống thật đàng hoàng cô chỉ còn cách xóa bỏ mẹ cô thôi thì ra cô cũng có điều muốn giấu bà hả cuối cùng sau khi bị đuổi khỏi công ty và mang thai con riêng trong bụng cô mới cần tới bà để ở bên cạnh của cô con chưa trải qua chuyện này đúng không Dạ, chưa từng mà cô. Đó chỉ là tin đồn. Khi còn đi học chỉ thấy xấu hổ là xong. Nhưng đi làm rồi thì khác. Chỉ tiểu hao biết bao nhiêu tình cảm và bị tổn thương nhiều hơn. Nếu ở công ty biết được quá khứ của mẹ cô thì... Cô sẽ không thể nhận được sự công nhận từ bất cứ ai. Vậy nên... Trong vòng thời gian 17 năm qua, cô không hối hận gì đã không liên lạc gì với mẹ mình sao? Không có chút nhớ nhung gì hả? Con thấy đáng tiếc quá Cô không thấy như vậy hả cô? Con khác cô nhiều mà Từ lý do sinh ra đời Đến thời gian sinh sống tới giờ Vẫn có những thứ không thay đổi mà Như việc bà là mẹ của cô Và con cũng được sinh ra từ trong bụng của mẹ con đó Những đứa trẻ không thích bị dạy dỗ Sẽ bực bội lắm đó Sau này thì cô sẽ hối hận Về khoảng thời gian 17 năm đó con muốn nói cái gì con nói thẳng luôn đi con muốn nói là bây giờ vẫn chưa muộn đâu cô cô còn có thể bù đắp lại đó ba của mình. Vẫn một mình ở đây trong coi ngôi nhà này. Giống như mình vậy. Sợ là mình sẽ đến. Để con phụ ba cho. Ờ, à, được rồi đó con. À vừa về mà đã vất vả rồi ha à, dạ dạ không có vậy mà sắp tới à, trung thu rồi ờ à, vào trung thu chắc còn bận lắm ha dạ chuyện đó ờ à, không đâu không có gì phải lo đâu à, nhờ con mà mình đã tảo mộ xong hết rồi à, mình ơi dọn sạch sẽ rồi đó mát mẻ hơn rồi ha đó, à, được rồi dạ ba ờ à, Ba ngồi đi. ờ được rồi, được rồi con. à con mang gì đến đây vậy hả hả. ba uống đi rồi làm tiếp. mẹ ơi lâu rồi con mới gặp mẹ à, đâu phải đâu à, được rồi à, ba đi xuống trước nghe à. ba nói rằng con phải chịu đựng mà sống mẹ cũng nói mẹ cũng sẽ nói như vậy hay sao <laughs> Có vẻ như bà thấy rất có lỗi với mẹ thì phải. Tới bây giờ vẫn mua cái này để lên đây. Dù cho ly hôn rồi, thỉnh thoảng anh tới đây rồi dọn dẹp mộ cho mẹ được không? Mẹ của em trước đây rất thích anh còn gì. Khi anh trở thành cơ trưởng, em nhất quyết không chịu nghỉ việc ở công ty của em đó mẹ em đã đứng về phe anh còn gì nữa đúng là như vậy được rồi anh sẽ làm vậy bây giờ chúng ta xuống dưới nói chuyện đó đi anh thấy có lỗi quá vậy thì anh cầu xin ba của em lúc nào cũng đứng về phe anh mà bất cứ lúc nào ba mẹ của em cũng luôn đối xử rất tốt với anh khi hai vợ chồng cãi nhau hai người đã luôn cúi đầu vì cho rằng con gái mình có lỗi dù em không thể về thăm ba mẹ dịp lễ tết ông bà vẫn nói con nên đi về nhà chồng hôm nay lần đầu cũng là lần cuối cùng anh phải cúi đầu trước ba em đúng là như vậy suy nghĩ lại mới thấy mọi việc đều như vậy Sao mẹ không nghe điện thoại? Ờ à, à, Con tìm mẹ nãy giờ đó Là mẹ giật mình hả? Có gì đâu mà giật mình chứ à, Sao không nói với con? Con là con gái mẹ mà Sao con phải nghe từ cô bé đó chứ? Mẹ thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với cô bé đó hả? Mẹ làm ơn đừng khiến con bị tổn thương lòng tự trọng nữa đừng khiến con phải đau lòng hoài như vậy con nói vậy cũng đúng có vẻ mẹ sai rồi hình như mẹ đã già nên sức phán đoán kém hơn hồi trước nhưng mà mẹ ơi so với con mẹ còn đau lòng hơn kể từ khi sinh con ra mẹ đã luôn đau lòng hơn con còn gì không đâu mẹ không có đau lòng chút nào hết á tất nhiên là mẹ đã chịu đựng hết khi mẹ còn nhỏ mới sinh ra cũng vậy cho đến khi bị nói là vợ bé cũng vậy khi mẹ phải chịu đựng người đời chửi rủa cũng vậy bây giờ mọi chuyện đã như vậy mẹ hãy quên hết đi giống như hồi còn nhỏ không chút lo lắng nào mẹ đừng đau lòng hãy sống hạnh phúc đi còn điên rồi hả nếu như mẹ không phân biệt nổi cái gì nữa con định sẽ thế nào không sao hết dù cho mẹ có quên hết mà dẻ bậy lên thường đi nữa con đều chấp nhận được hết mẹ hãy quên hết mọi đau khổ đi trừ vì con là con gái mẹ giờ nhu danh là cháu của mẹ ra mẹ hãy quên hết tất cả đi sau đó sống thật lâu Đừng thêm cũng đừng bớt gì hết. Thời gian mẹ nuôi dạy con vừa qua cũng đủ rồi. Con cũng có làm được đâu. Đó là tình yêu thương nhất thời thôi. Dù sao con cái cũng không thể chịu nổi. Con sẽ làm. Con chắc chắn có thể làm được mà mẹ. Trên đời làm gì có cha mẹ nào mong những thứ đó hả? Làm gì có cha mẹ nào trong cõi trời đất này mong con cái phải nhận những thứ dơ bẩn. Nếu vậy thà chết đi còn hơn. Mẹ đã làm vậy còn gì? Mẹ đã làm với con mà dù mẹ bị tổn thương đến vậy nhưng mà vẫn cố chịu đựng chuyện đó thì mẹ là mẹ của con mẹ là mẹ của con nên mẹ có thể làm được Con đợi đi hôm nay mẹ sẽ nói với cô bé kia là mẹ về nhà con ở đây chờ mẹ một chút chúng ta về nhà đi ờ, hồi nhỏ con thích ăn cái này lắm mà à, ăn đi con ngon ba ờ con có chuyện muốn nói để mai rồi hắn nói trời ơi lạnh quá đi bà phải nghe em ạ mai rồi hắn nói mai đi bà cũng đã nhận ra rồi bà biết tại sao tụi con xuống đây mà ba không có ý định quay lại sống với nhau nữa sao dù ngủ qua một đêm cũng vậy à mấy tháng cũng vậy luôn sao tất cả đều là lỗi của con con thật lòng xin lỗi ba dù hàng chục năm cũng vậy sao tụi con không đến đây nữa cũng được nhưng mà hãy suy nghĩ lại cho dù là mười năm hay là hai mươi năm đi nữa bác cũng đợi được mà con thật lòng xin lỗi ba con đã quyết định rồi quyết mấy cái đứa này tụi con đã suy nghĩ đủ rồi chuyện này là sao hả cái thằng này cái thằng xấu xa này <laughs> chuyện này là sao hả chuyện này là sao có xin lỗi ba Tôi đã nhẫn nhịn rồi Dù có nổi giận đùng đùng Nhưng vì con gái nên tôi nhẫn nhịn Dù cậu ngoại tình Cho dù cậu có con riêng Tôi cũng nhịn hết Dù tức đến thổ huyết tôi cũng nhẫn nhịn vậy mà con thật lòng xin lỗi bà trời ơi biết là con gái của ba con đã cố gắng nhiều rồi con gái của ba con vất vả rồi con đã vất vả chịu đựng rồi Ôi trời ơi Trời ơi. Bà thật sự không nhớ con hả? Bà đã chờ đợi con về với tâm trạng như thế nào vậy? Hmm lâu rồi bà mới gặp con, không có gì muốn nói với con sao? À oh, bà, bà cũng có điều muốn nói. Hử? Hmm? Điều bà muốn nói đó là, điều bà muốn nói đó là bà muốn nói với con câu này. Bà muốn nói với con câu. Bà có chuyện muốn nói với con. <laughs> Rồi sau đó mới bắt chuyện với con. Bà muốn sống là ba của con. Một cách an lòng trong suốt hàng chục năm trời. À không, bắt đầu từ khi con ra đời. <laughs> À, cẩn thận à, đây nè à, à, đây để lên xe đi đây là mơ và táo tạo không biết là cháu dâu có thích hay không nữa con đã nói là con muốn ngủ lại một đêm mà mấy hôm nữa bà sẽ lên đó thăm tụi con mà à được rồi à, được rồi Bất kỳ một người nào khi đến với thế gian này đều được sinh ra với tư cách là một con người. Hãy nhớ lấy câu này đó. Dạ. Ừ. À, mau đi đi. Trễ lắm rồi. ban đêm đi xe cẩn thận đó nghe. Trời tối lắm. Sau này trở đi, hãy sống như con gái bà, chứ không phải là một người vợ nữa. Hai người có vẻ thân thiết hơn hồi trước rồi ha. Cái, cái con nhỏ này giờ không có gì là không nói được. Bây giờ dễ thở hơn rồi đúng không? <laughs> dạ, bà đừng có lo lắng nữa. Con mới đừng lo lắng đâu. Không có gì phải lo lắng đâu con. Dạ. À, hai vị đến sau Chúng tôi đang định đi về à, à, bắt về hả Tôi cũng phải nghỉ một ngày ở nhà con gái chứ à. Những lời mà mẹ con nói Bây giờ cô cũng hiểu ra rồi ừ, Ý cô là sao Mẹ con đã nói rằng Sẽ làm cho cô phải công nhận mối quan hệ bất chính này Mẹ con đã nói vậy Hình như mẹ con đã biết Là trong lòng cô đã công nhận việc đó từ lâu rồi. Còn có biết ước mơ hồi nhỏ của cô là gì không? Là người mẹ hiền vợ tốt. Mặc dù bây giờ hình dáng này thật sự rất đáng khinh. <laughs> mẹ hiền vợ tốt không phải là cách hy sinh mà cô và mẹ con đã làm đâu. Dù cô có cố gắng cả trăm năm, nhưng mà người nhận hy sinh đó lại không biết ơn thì sẽ trở nên vô nghĩa đáng thương. Ý còn là cô phải làm cho sự tồn tại của mình khiến cho người khác cảm thấy biết ơn nữa. Là như thế nào? Cô thử làm như vậy với gia đình của mình xem. Cô đang dứt giả dạ ở nhà, nhưng mà vẫn có thể ghé ngang tiệm bánh nào đó. Hay là mỗi khi về trễ một chút, cũng lo rằng cô sẽ ở nhà cảm thấy cô đơn. Cô thử làm như vậy đi. <laughs> Quá diễn dông rồi đó con. <laughs> Không đâu. Con đã làm vậy đó. Mỗi khi nhìn thấy Chung Hi-ô, lại lo lắng sợ rằng cô ấy sẽ phải ở một mình và thắc mắc rằng không biết cô ấy ăn cơm chưa còn đắn đo không biết mua cái gì cho cô ấy nữa còn đúng là người chủ của gia đình chắc là tất cả người chồng khi thấy người vợ đang mang thai như thế nào ban đầu cũng sẽ như vậy hết dần dần sẽ không còn cảm giác đặc biệt chỉ còn có thay đổi mà thôi Bà lấy cho con ly nha. Uống cái này buổi tối sẽ dễ ngủ hơn nhiều, hình như là không có caffeine hay gì đó. Dạ. Con cảm ơn bà. Ngon lắm luôn á. Đây là gì vậy? Khi con vừa mới sinh ra đời, là tay áo và áo choàng mà con đã mặc đầu tiên đó. Còn nữa. Cái này là dây rốn <laughs> mẹ không thể bỏ được. Vì đây đều là ký ức đẹp đẽ mà chắc chắn sau này mẹ phải kể lại cho con biết. Cho con sao? Tất cả khoảng thời gian mà chỉ có duy nhất người mẹ và đứa bé biết được thôi. Chỉ hai người hả? Ký ức của 50 ngày lúc mang thai và sau khi sinh. Cái đó là gì vậy mẹ? Trung Huy ô của mẹ con rất là ngoan nên cả đạp cũng không có luôn thì ra là vậy còn sau đó thì sao ngay sau khi con ra đời khi mẹ ôm con vào lòng con không khóc mà chỉ rên lên một chút thôi lúc đó bác sĩ đã nói rằng quả là một cô công chúa rất ngoan và khi bác sĩ cười con cũng cười theo con hả mẹ ừ. thần kỳ thật đó Lúc đó khi ngủ con quấy rất nhiều nên cũng hơi vất vả. Bà con vì phải làm việc đêm nên ở phòng khác. Ba không ngủ cùng phòng hay sao? <laughs> Giữa các bà mẹ hay có câu nói rằng kỳ tích của 100 ngày. Nó có nghĩa là nếu đứa trẻ ngủ được trong vòng 8 tiếng mà không tỉnh giấc trong vòng 100 ngày thì sẽ hình thành thói quen khi ngủ. Các bà mẹ sẽ vui vẻ như ở thiên đường vậy. Có vẻ như là con đã làm khó mẹ trong thời gian rất lâu. Qua khỏi hai trăm ngày rồi, mà con cứ ngủ hai ba tiếng là sẽ thức quấy khóc. Thực sự chăm con rất dứt giả đó. Thì ra là vậy hả? <laughs> Đúng là vậy. Ký ức mà chỉ có mẹ và đứa trẻ biết được đã trở thành việc rất thiên liêng. Bây giờ cũng trễ lắm rồi Em mau vào nhà đi Em không có để dành được nhiều tiền Dù đã 20 năm trôi qua Khi nào Trung Huy ô sinh con Thì đưa cho nó Đừng như vậy em mau giữ lấy đi thật ra em đã căm hận rất nhiều anh và Chung huy ô nhưng mà khi thấy những đứa nhỏ cứ đập vào mắt của mình em cứ nhớ tới con với lại em cũng đã hy vọng rất nhiều khi nào mình không còn phải uống thuốc trầm cảm nữa thì mình sẽ đi tìm con chỉ cần chân trầm cảm này biến mất em sẽ đi tìm con bé và làm tất cả những điều mình chưa làm. Mẹ Trung Hiêu à? Để làm được, cũng phải để dành được một khoản tiền chứ. Phải như vậy mới có thể làm tất cả mà mình không toan tính. Chỉ cần không còn uống thuốc là được. Nên em phải chuẩn bị sẵn sàng để gặp con bé. Anh không biết tất cả những chuyện này. Anh rất xin lỗi. Không đâu Bây giờ em không sao nữa Vì anh và Trung Hiếu đã hiểu ra mọi chuyện Em hãy trực tiếp đưa cho nó đi Trung Hiếu cũng mong như vậy mà Như vậy anh mới đỡ thấy có lỗi hơn Cảm ơn anh Cả đời này anh sẽ thấy hối hận Và sẽ tự kiểm điểm chính mình anh đừng như vậy sau này thì anh hãy bỏ hết những thứ quyến luyến đó đi em sẽ cầu phúc cho anh được rồi anh sẽ bỏ mọi sự nhớ nhung về em và cầu chúc cho em để em có thể hạnh phúc bất cứ lúc nào con ăn chút đi. Phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tốt cho thận đó. Không phải lo lắng cho con, mà là lo cho đứa trẻ đó sao? <laughs> Khiến người khác ganh tị quá. Con à đi. <laughs> vậy mới ngoan chứ. Ngày mai mẹ hãy tới bệnh viện và nhận thuốc uống đi mẹ. Ba ơi, bà đau ở đâu vậy? Không có, chỉ là bà muốn uống một chút thuốc bổ cho não thôi ba ơi <laughs> mẹ tới hả ờ à, về rồi đó hả dạ nói chuyện gì cứ để sau cậu ngồi xuống đi ăn chút gà nè dạ <laughs> mới đây mà vui dên ngủ rồi hả dạ bây giờ mẹ có thể nói vài lời với hai đứa được hay không vậy dạ mẹ cứ nói đi con sẽ lắng nghe thật kỹ được rồi vậy thì tôi có chuyện muốn nhờ cậu mẹ cứ nói đi mẹ cậu chưa tìm được việc đúng không nghe nói trong nước không thể tìm được tôi biết hết rồi dạ vẫn chưa nghe nói nước ngoài đang náo loạn vì không tìm được cơ trưởng mẹ ơi dạ Đúng là vậy đó mẹ Đi đi Dạ Ra nước ngoài sao Mẹ bị sao vậy Nếu vậy thì Du Dên làm sao Mẹ và con cùng chăm sóc con bé Bà Du Dên cũng phải có trách nhiệm với Du Dên Nếu mẹ không còn nữa Thì hai đứa có sống là vợ chồng hay không Cũng không liên quan gì tới mẹ nữa rồi Nhưng dù suy nghĩ có nát óc thế nào đi nữa Cũng không thể nghĩ được như bây giờ À, dạ mẹ Mẹ có thể cho con biết là tại sao đột nhiên mẹ lại như vậy không? À, mẹ chỉ muốn cố gắng hơn một chút để sống với tư cách là mẹ của các con mình. Chỉ là muốn thực hiện trách nhiệm của mình thêm chút. Không phải chỉ cần có tên người cha trên giấy tờ là được sao. Con cũng đừng có suy nghĩ gì về ba Du Dên nữa. Điều này chính là lễ nghĩa tối thiểu đó. Lễ nghĩa gì chứ? Lễ nghĩa về con của mẹ. Lễ nghĩa của con và ba Du Dên dành cho mẹ của Minh Xu dù cho có ly hôn với mẹ Minh Su, hai đứa cũng không thể nào hạnh phúc đâu. Nếu hai đứa cứ dính vào nhau như vậy, tới cuối cùng vẫn không thể nào quên được. Mẹ của Minh Su cũng không thể quên. Minh Su cũng không quên được. Cả hai đứa cũng không thể quên. Vì vậy, nhân duyên của hai đứa hãy dừng lại ở đây. Chấm dứt đi.